The EU likes to make really an improvement in the daily lives of people in Vietnam. So the civil society has particular expertise in that domain, and they will help particularly to push inclusive growth in the areas that they work. Our cultural governance needs another improvement in terms of the financial mechanism, the legal framework to support for the all related bodies, all stakeholders in the field of culture and arts sector. We have potential to develop, to become a regional cultural industry. The EU continues to co-finance a number of activities with civil society in Vietnam because they work particularly on inclusive and sustainable development in a number of areas like access to justice, empowerment of ethnic minorities, improvement of sustainability of value chains. Tiếp cận thông tin thì rất là hạn chế. Từ lúc mà em được triển khai việc tiếp cận thông tin ấy, trước hết là được tiếp cận rất là nhiều thông tin, hiểu biết rất là nhiều thứ mà trước đây mà em chưa từng biết. So với trước đây thì bây giờ chị em cũng mạnh dạn dám nêu lên ý kiến của mình. Từ khi mà có cái thẻ ghi điểm cộng đồng thì mình xã sẽ nắm được cái nguyện vọng của người dân, và từ đó thì giúp cho lãnh đạo xã là triển khai những cái kế hoạch về giáo dục, rồi những cái về đất đai, về môi trường các thứ là rất là thuận lợi. Dự án hiện nay đang thúc đẩy mạnh mẽ cái việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững. Dự án cũng đang chia sẻ công bằng lợi ích ở trong chuỗi giá trị thông qua cái việc thúc đẩy cái mô hình kinh doanh bao trùm cũng như kinh doanh có trách nhiệm. Thì dự án cũng dành những mối quan tâm rất là lớn trong việc vận động chính sách của nhà nước ngày càng hoàn thiện hơn. Dự án của Liên minh châu Âu thì hỗ trợ nhà máy hoàn thiện được các cái chứng chỉ, ví dụ như là chứng chỉ về FSC, chứng chỉ phát triển rừng bền vững. Nó giúp cho người trồng rừng tre một cách bền vững và giúp cho nhà máy thì được hưởng lợi, chất lượng của cái đầu vào nó tăng lên. Quan trọng nhất là công nhân đảm bảo thu nhập cũng như là cái đời sống của họ được cải thiện hơn rất là nhiều. Nhờ có cái sự hỗ trợ của EU, chúng tôi đã thúc đẩy được tới 48 các cái chuỗi giá trị khác nhau và tới hơn 5.000 nông dân và xấp xỉ 20 doanh nghiệp đã tham gia vào cái chuỗi giá trị và các cái mô hình sản xuất kinh doanh gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và có đạo đức. Từ khi trồng thì là mình đã có ý thức là không phun thuốc cỏ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, để cho đến người tiêu dùng thì nó đảm bảo về chất lượng. Khi mà có dự án và có nhà máy trực tiếp trên địa bàn thì là giá cả ổn định, giá cao hơn thì là cái ổn định về cuộc sống và cũng nâng cao được cái thu nhập cho gia đình. Hiện nay thì thế giới đang bị ô nhiễm nặng nề và biến đổi khí hậu. Vì thế mình cần có những kiến thức về môi trường và những hành động để bảo vệ môi trường. Thì đồng nghĩa việc đấy là mình đã bảo vệ tương lai của mình. Qua những buổi sinh hoạt thì cháu được học cách để giảm thiểu lượng điện sử dụng trong nhà. Và qua đấy thì nhà cháu đã giảm được kha khá số tiền điện hàng tháng.